Chào các bạn đã trở lại với kênh Netmedia CCTV chuyên mục kiến thức máy tính. Trong clip này mình chia sẻ đến các bạn về Google Sheets và AppGrip. Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các cái hàm thông báo alert. Mời bạn nhìn lên màn hình, ở đây mình đã viết các cái hàm thông báo alert. Ở đây mình đã tạo một cái menu và trong menu này chúng ta có ba cái loại thông báo. Đầu tiên là thông báo đơn giản, thì các bạn sẽ thấy nó gồm có nội dung thông báo và một cái button OK. Thứ hai là thông báo với các cái button, gồm có nội dung của thông báo và có ba cái button cancel, yes or no. Khi các bạn nhấn Z thì một cái nội dung thông báo nhỏ nữa sẽ có thể hiện lên OK. Và cái thứ ba đó là thông báo với các cái button, tuy nhiên chúng ta có tiêu đề của thông báo, nội dung của thông báo và các cái button ở đây. Như vậy, việc tạo các cái thông báo từ đơn giản đến nâng cao bằng hàm alert như thế nào, sau đây mà các bạn nhìn lên màn hình xem mình thực hiện ở trên AppGrip. Đầu tiên ở trên OneDrive, các bạn chọn New, chọn Google Sheet và chọn Plan Receipt. Chúng ta có thể đổi lại tên cho receipt này để dễ quản lý nha các bạn. Sau đó bạn vào Attention, bạn chọn App Script để chúng ta tiến hành viết code. Ở đây mình sẽ viết một cái hàm đầu tiên, đó là Simple Alert, có nghĩa là thông báo đơn giản. Thì chúng ta sẽ gọi cái giao diện người dùng UI và ở đây chúng ta sẽ dùng cái hàm Alert để tạo nội dung thông báo đơn giản như thế này thôi. Sau đó mình save lại. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái hàm on off front để chúng ta tạo một cái menu ngữ cảnh khi chúng ta mở cái receipt lên. Và cái menu ngữ cảnh này mình đặt tên là test các loại alert. Và cái item đầu tiên mình sẽ chạy cái hàm là symbol alert này. Sau đó mình save lại và mình refresh lại receipt. Thì các bạn sẽ thấy phía trên này chúng ta xuất hiện cái menu ngữ cảnh đây. Và mình click vào cái hàm symbol alert. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy nó nổi cái thông báo lỗi do chúng ta viết sai tên hàm. Sửa lại, save lại thì các bạn refresh lại. Sau đó mình sẽ chạy lại cái hàm đơn giản này thì các bạn sẽ thấy xuất hiện cái thông báo. OK. Chúng ta sẽ trở ngược lại AppGrip và chúng ta sẽ tiến hành viết một hàm thứ hai, đó là alert với các cái button. Thì mình copy cái giao diện người dùng này xuống phía dưới cho nó nhanh. Sau đó mình sẽ tạo thêm một cái biến response. Và cái biến này nó sẽ chứa một cái thông báo. Và cái nội dung thông báo là ở phía trước dấu phẩy, phía sau dấu phẩy là chúng ta sẽ gọi cái giao diện người dùng gồm có ba cái button, yes, no và cancel. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái hàm if để xem là nhấn cái nút nào. Nếu như cái button yes được nhấn thì sẽ thực hiện một câu thông báo, đó là bạn đã click vào button Z. OK. Sau đó mình sẽ thêm cái item cho cái menu ngữ cảnh của cái hàm alert with button này. Save lại nha các bạn. Rồi mình refresh lại cái ASP receipt này. Các bạn sẽ thấy menu ngữ cảnh load lên gồm có hai dòng. Mình sẽ chạy cái dòng thứ hai. Thì cái hàm thông báo thì các bạn sẽ thấy có nội dung thông báo và ba cái button Z, no và cancel như thế này. Nếu như bạn click yes thì cái hàm if nó chạy á, nó sẽ gọi thêm một cái giao diện người dùng nữa. Sau đó mình sẽ trở lại AppGrip và chúng ta sẽ viết thêm một cái hàm alert thứ ba. Nó cũng giống như cái hàm thứ hai, tuy nhiên nó khác một chút xíu là có tiêu đề của cái thông báo. Thì tiêu đề của cái thông báo đó là cái nội dung phía trước dấu phẩy và cái nội dung phía sau dấu phẩy, đó là nội dung thông báo và các button yes và no. Ở đây mình sẽ sử dụng cái lệnh if để xem button nào. Sau đó mình cũng viết thêm item cho cái custom menu như trên nha các bạn. Rồi mình sẽ refresh lại. Sau đó thì các bạn chạy cái dòng thứ ba. Thì cái thông báo có tiêu đề thông báo nè, nội dung thông báo nè và hai cái button yes no. Tuy nhiên cái button yes nhấn vô nó bị lỗi. Do đó chúng ta sẽ sửa trên cái AppGrip. OK. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc
sử dụng ba cái thể loại thông báo ở trên app Rip bằng hàm Upload. Đến đây clip xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.